Hello, xin chào tất cả các bác quay trở lại kênh YouTube của em nha. Rồi, các bác xem. Đấy, đồng quê Việt Nam ở Tuyên Quang đây anh em ạ. À, trên em toàn vùng núi thôi. Đây, camera có thể quay xung quanh. Đấy. Thì đây là một địa điểm rất là lý tưởng cho anh em săn chòe nhá. Đấy, thì thường là em hay vào bản, hay vào trong chỗ người dân đi, người ta ở đây người ta hàng dễ bắt được chim lắm anh em ạ. Về trên này bọn em trên vùng núi mà, thì mỗi lần về quê là em hay đi săn chim. Đấy. Hôm nay vô tình đi qua nhà của một người quen đấy, thì thấy treo mấy con chim đằng trước, thì để bây giờ em dẫn các bác vào để xem là có con chòe nào hay không nhá. Anh em đi săn nhá. Let's go. Ok các bác nhá, đây vào nhà ông cậu xem hai con chòe xem là ở quê nuôi như nào. Đi qua thấy tiếng chim cái là phải ngó vào ngay. Đấy, camera quay gần vào đây. Đấy. Ở quê chỉ nuôi này thôi anh em ạ. Toàn chim phạch đấy, nhưng mà rất là bớt. Đấy, anh em nhìn phân này biết ngay là chim phạch, không bao giờ tắm luôn. Đấy, đi săn chim phạch là phải về quê săn nó mới là chim phạch. Đây con mái, đây con mái nha anh em nha. Đây trống à. Đấy, ở quê thì nuôi này thôi, nhốt hết cùng với nhau. Đây, cho màu bông lau. Bộ to đấy con này. Không được tắm. Này thì chim rất khó chơi bởi vì ở quê thì không có thời gian mấy, chỉ chăm được như này thôi. Thì thường anh em bọn em đi săn chim ấy thì bắt đầu nhìn tố chất con chim xem thái độ nó như nào, chọn con chim nó có lì hay không, thì bắt đầu sẽ tương đối là mua được giá rẻ thì bắt đầu là về là gột. Đấy, về là gột lại, nhưng mà phải nhìn thái độ. Như con này là bộ đá này, bộ trâu à. Con này màu đánh nhau lắm này. Con này mang đi làm mồi được. Bộ to thật. Đây con mái bộ to. Em cũng đến mùa chim bánh tẻ em hay nhập chim ở Tuyên Quang về. Em hay nhập chim từ Tuyên Quang về cho các bác. Thì bắt đầu em lọc những con mà bộ to dài và lông mỏng. Thì em cũng hay gột tuyển chọn những con đấy cho các bác. Thợ trên này em cũng hay đặt thợ ở đây bẫy được cái là có chim đẹp cái là tuyển về cho em ngay. Giá thì đương nhiên là giá nó sẽ cao hơn. Nhưng mà đều là những con em đã tuyển chọn rồi. Rất nhiều bác mang về nuôi cũng phản hồi rất là tốt. Đấy. Anh em chơi quan trọng là phải có cái mắt nhìn con chim đẹp thì mình mới nên gột, thì nó đỡ mất công anh em ạ. Đấy. Đây nhà sàn. Đúng lên bản săn chim anh em ạ. À, con chim này thì bộ đá rồi, rất to, không múa hót được. Đấy thì giờ lại di chuyển sang nhà khác, em có con nào hay không để
tìm mua và tuyển chọn nha các bác nha. Đấy. Anh em mà thích series em đi săn chim thì có thể là comment xuống phía dưới, hoặc có câu hỏi gì về trẻ than thì cứ comment xuống cho em biết, em làm những clip về những chủ đề đó nha.